500 một gốc. Không được đâu. Nó cứ nó vồ đấy em ạ. Cả đã nó vồ em lấy một cái lồng lồng khác. Một cái lồng khác đi em. Không được phí. Nó cắn đấy. Mèo với thỏ là được. Anh đi em mà rút chung với nhau. Không khả nào là không ở được luôn em ạ. Đấy, em gái bảo định nhốt chung mấy thỏ kìa. Đấy. Thỏ với mèo nhốt chung nó cào nhau, cũng như người nam và nữ nhốt chung thì nó mổ nhau ngay. Làm cái lồng khác thôi em ạ. Anh Giang giữ rồi em con mèo đi. Ai già đi đâu? Hả? Anh dùng chứ. Con để của anh ấy chứ. Con này em mua bao nhiêu tiền? 120 à? Bạn này chứng tỏ cũng rất yêu động vật. Ờ, yêu động vật. Yêu mèo. Chỉ bao nhiêu để anh vào quán em nhỉ? Đến tìm em Vân là không, ở chỗ nào Lộc Bình nhé. Đấy. Thỉnh thoảng lại có một bác mang chim ra các bạn nhé. Chở chim rất là vui luôn. Phiên nào cũng vậy. Rất là nhiều chim. Không phải mỗi một phiên là có loại chim này, phiên có loại chim khác các bạn nhé. Không phải là cứ chim như vậy đâu. Nhưng mà nói chung là chim vẫn đa dạng lắm. Ưng ấn 500.000 một con non. Đây là ưng ấn này. Chân nó rất là to. Con này nuôi tốn thịt phết đấy nhỉ. Ăn gà, ăn thịt. Thịt nó ăn đúng không? Ăn thịt mà con giống này giống ăn thịt. Thịt lợn ăn hết. 500.000 một con. Chân nó ấy nhà con này đúng con non thôi. Nuôi con này sao phải xích chân đấy. Lớn lên xích chân đấy nhờ. Hai con, trong này có một con nữa là hai con. Con này chắc được khoảng tháng bao nhiêu lắm anh nhỉ? Chắc là mới đẻ được khoảng 1-2 tháng bao nhiêu lắm anh nhỉ? Không được ấy nhỉ? Tháng thôi. Con này là con gì anh? Tầm mày nuôi thì sao mày lớn lên nó quen. Chim. Đó, nó nuôi từ tầm mày nó sẽ thuần. Mang hẳn dưới kia anh, bán. Mang hẳn dưới chợ ấy. Cho nhiều người nó xem. Xem con trà lửa, trà than của bác, non. Hai con lửa, một con than. Bán rồi, hai nửa bán than. Đây là dòng chim hút mật. Ăn dế anh? Dế. Cái này to nhỉ? Ở đây có dòng chim nhỏ. Dòng chim nhỏ. Khuyên. Khuôn mặt. Hai em bé này thích chim cả. Một cào cào với nữa, cào cào chân chim. Cào cào. Sau này là cao thủ chơi chim đấy. Khuôn mật. Khuôn mật. Khuyên. Thiếu lùn cánh tím. Đủ các loại lồng. Đấy mái đấy. Chống rồi. Chống chỉ còn ở nhà có thôi. Hôm nay bán trời hôm nay rất là nhiều họ mi nhá. Mình thấy rất là nhiều họ mi. Hôm nay trà màu là ít hơn. Tùy từng phiên.
bởi vì chai mình thôi. Mặn như càn, càn như cuốn. Anh hôm nay có cả câu chim rồi nhỉ, đầy đủ hết nhỉ. Một thanh này đắt đấy cô nhỉ, thanh cầu chim này đắt đấy nhỉ, mấy trăm thanh này, cái này mấy chục đấy, còn cái nó đẹp đẹp đắt phết đấy nhỉ, à, đẹp như mướp kia là đắt đấy nhỉ. Đấy gì thấy cái ống này thay người đến đây. Bay bay bọn nó bắn luôn nó mới cho bay thả. Mình bay thả thả xong thì chúng nó bảo là không phải thả cho mấy người mà. Thả là bay cứ. Một ngày đây luôn. Một ngày anh là kênh Duy Lợi TV ạ. Ừ. Đúng rồi. Quay hôm nay quay muộn em. Hôm nay vừa ra, hôm nay đi ăn sáng muộn quá. Đi mua hạ mì à? Rồi, em muốn ra xem mấy con. Bây giờ mì đắt nhỉ? Mái 1.4 triệu. À. Thế là phiên trước, mấy phiên trước cháu bán 2 con mi bán hơi rẻ. Bán bao nhiêu là hơi rẻ? Bán 800 con mi mái. 2.8 triệu con mi trống. 2.8 triệu con mi trống. À. Nó bán cả đôi cho người ta. Cháu thử lấy cái cây. Một trống một mái. Bắt trống là 1.2 triệu. À trống 2.2 triệu. Mái là 1.4 triệu. Con này 2.2 triệu. Cũng to chim phết đây nhở. À, 2.2 triệu. À, to chim. Thế là mấy phết này cô bác ở nhà bấy được nhiều phết đấy nhở. Gắt thì mất mấy ngày gắt, cho chim về ổn định lại đi, đúng không? Cũng một tuần đi lấy khoảng 3 con được rồi nhỉ? Nhưng có tuần lại được nhiều. Thôi, có một vụ mùa thì ở nhà, bình thường mình lại đi bấy. Con này được 4 ngày mới bắt được nó. Đình 4 ngày. Thấy ở trong rừng nhiều lắm rồi xong lại đi tìm. 4 ngày mới bắt được. Riêng rình con này là 4 ngày á. 4 ngày. Mấy tiền đây? Này à, nó phải tháng 3. Dạ. 1.6 triệu. Tháng 3 thì người đắt lên. Có nhiều lắm. Chiếu mi rồi đắt lắm. Dạ đúng rồi. Ngàn mi. Chiều 6 một con thiếu. Con nhưng mà vừa rồi giảm giá rồi nhỉ. Cho nên móm rồi. Chưa đi móm nhỉ. Con này bán đấy. Bán. Mấy củ? Không dám bảo. Không dám bảo. 3 triệu ạ? À? 3 triệu là bình thường, làm gì phải nhiều tiền. Mi bây giờ 2-3 triệu là bình thường. Nhưng mà con của chú nó còn gầy quá này, cho nên đồ béo này. Phải xách được, mới được mi không xách được thì chưa thần quá. Do có một con cùng nhau, lúc đấy nó mang bắt về nuôi, nhưng mà ở nhà thì vừa rồi làm tổng ra rồi, cứ để trong cốc tình trạng. Chẳng lẽ không mấy được. Cứ vào để cám thì vào nuôi thôi, rồi con nhảy thì cốc đi được chim mộc. Ờ. Nhà bà không bắt được à? Bắt được, bà thằng cháu nó rồi nuôi. Nó lấy nuôi con, nuôi con của ông chẳng. 3 triệu con chim này cả. Bắt về thì chút, ít ký con chim
non nó nhảy được như thế này. Chú thấy thế, giờ còn có một con ở nhà nó cũng nhảy nhiều lắm. Nó cũng tình trạng nó không bao giờ cứ nhảy trên lùng nhảy xuống, không có đi lại đây, nó cũng không bao giờ nhân. Những con chim bán 200 đi, anh cũng lấy một con 200. Anh lại đi mua thêm cháu à? Hai con rồi, hai con nữa thôi. À. Bao nhiêu bao nhiêu? 800. Bao nhiêu? Nếu không bằng lấy 4 con này cả tăng. Thế à? Anh gọi là hai cái thì lấy nữa. Thế là 50 nha. Rồi anh Giang định làm con, đúng không? Lấy hết đi. Hết rồi. 8 đi. Lấy túi đi. Anh là cho hết vào hộp. Đây, thì tách cho với nhầm cái này đấy. Thế anh mua túi đi. 4 con 8 lít. 200 một con. Anh Giang là không còn con nào rồi. Rẻ rồi, vì bây giờ thì ăn được nó còn mua 400.000 một con đấy. Anh Giang mà lấy một con, bán hết rồi nhỉ? Nếu mà chim to đẹp. Chim bé. Chim bé bé thì bán như thế thôi. Chim bé. Hộp mì tôm đâu có. Mì tôm á. Đi đâu lấy hộp. Mua cái túi giấy 2.000 những người kia sao? Trên này chim bé hơn đúng không? To đẹp hơn. To dài hơn. To đấy, con này kia khá là to, dài. Dài, con đấy dài. Chim nhiều, có chim nhiều. 900 một con. Đấy, mấy được lâu chưa? Em, mấy lâu chưa? Có con được 2-3 tháng, có con thì 1 tháng. Hôm nay không đi làm à? À, con này thế nào? Ngon không? Khó lắm phải đấy nhờ, đợi chú xem nào. Nuôi lâu chưa này, Này 6 tháng. 6 tháng rồi cơ. Đi già rồi. Ừ. Nhà con mấy con bây giờ? Hai cháu. Hai con. Ái à, màu đinh thôi. Màu đẹp phết đấy, màu nhờ. Ấm đậm, màu đậm dày phết đấy. Con này được. Bây giờ con thuần lắm mà vớ. Nhờ. Hát cũng hot ác phết rồi, thuần lắm mà vớ. 6 tháng. Nuôi nuôi cắm gì ấy? Đó. Lão đại. Lão đại à? Bao tiền một túi này? Cái này có 60.000 thôi. 60.000 túi. Đẹp rồi, đẹp. Ở gần nhà em mà. À, đẹp. Nó ngay cổng em đối diện sang ấy. Bán ở đây có bán này không? Không, bán chơi thôi. Chơi. Nhà còn hai con như này. Nhà một con. À nhà còn một con, đây một con. Dạo này có thời gian chăm đâu, cháu. À. Con mọc thôi mà. À. Con này chưa vào mùi tươi đâu. Chưa mùi tươi á? Chưa. Chưa có tí nào mùi tươi. Chưa. Thế mà ấy phết rồi nhỉ? Thuần phết rồi, hot ác đấy con này. Mấy tháng rồi? 6 tháng. 6 tháng. Trước mua con này là bao nhiêu? À, chưa mua bao nhiêu con này? Ôi, tôi mua rẻ mà, 200 mua. Mua 200 á? Chim mọc ấy. À, thế là về gồn lên ác ấy nhờ. Bây giờ con này về xin về tiền triệu rồi. Có thuần, coi thì mắt lùi ấy. Mua 200 mua ở đây á? Tôi mua ở ngoài chỗ điểm hoa cho em cháu mà. À, mọi người mua rẻ thế nhờ. Mới về mua luôn. Bây giờ con chim đẹp nhờ. Được đấy. Bán không? Không. Con này mà hot ác lắm ấy. Đùa đâu, mẹ thuần mà hot ác ấy. Ra được hôm nay thứ ba đấy. Hôm thứ ba rồi. Ở đây mang đi. À. Hôm đầu hoảng. Hôm nay là quen rồi. Nhưng con này mau mỏ phết nhỉ. Ở đây mà con hót là Mỹ. Hơi ngắn chim. Bộ đấy. Này hơi ngắn chim. Được cái hót hay. Hót nhiều. Mang đi thi giải hoa nào chưa? Chưa, chim mọc con chưa mồi tươi. Chưa mồi tươi, hôm nào đột lên mang thi. Chưa, còn chưa châm lửa nước thì chúng sao đi à. Mang để cho nó quen đã. À, quen. Cũng được đấy, được cái màu cao phết nhỉ. Màu đi ngủ nhỉ. Hôm nào rồi mang sang nhà chú để ngắm chim nhá. Nhà chú có à? Chú nuôi hai con, đang tập nuôi hai con. Nhá, vâng. Mang sang treo chơi. Không đó anh hưởng mang con mi sang mi chú bán rồi. Không mi biết bán
hưởng mang mi sang sang kè đấy chơi ấy. Anh chủ bán này nuôi mi nó vất vả này, ra được hai ba tuần nhưng mà vẫn hoảng à. Hôm nào cứ dối mang sang nhà chú chơi nhá. Chú nuôi con vừa bấy về được một tháng à, mấy tháng rồi à? Không biết đẹp không, hôm nào sang chỉ bảo chú cách nuôi cái chân đều tay bình thường thôi. Chú chưa biết nuôi nhá. Ok à, uống nước chè. Ông ơi, đi lập đấy nhỉ? Máy bao nhiêu? Ông bác Sừng Châu nhá. À, hôm nay không bán được thì đây. Đây là Sừng Châu ấy. Thôi không khác bán, không khác làm lồng khác đẹp hơn nhá. Đây có một con khiếu, một con họ mì. Con bìm bịp với con mì mắt đỏ ấy thì có giá giá. Con gà. Con họ mì này là hơi sứt đầu tí. Khiếu. Mùa này không thấy bìm bịp non em nhở? Có bìm bịp non không? Con này không có quả. Có bìm bịp non, bác mua bìm bịp non nuôi cũng thích. Con này bị bịp già nuôi không thuần. Chị có bịp non không? Không có à? Chim này của cháu à? Ây à, bắt đấy bấy được à cu? À bấy được cái mít à? Ây da, thằng này giỏi đấy nhỉ. Bán khuyên 100 một con á? Sao bán rẻ thế? Nó rẻ được quả mít. Chú mới mua một tổ 100 mà cho bán một con này bắt đây không thì được. Quả mít đấy, con này ăn hết. Ăn mít đấy. Khuyên non. Năm ngoái con khuyên lớn nhanh lắm, 2-3 ngày nhảy mầm bay mầm. Năm ngoái cháu mua một tổ ấy về nhưng mà lớn nhanh lắm con này. Nó lớn nhanh nhưng mà cháu lấy vào nó rơi bây giờ. Nó nhỏ nên nó thuần. Nó thuần thôi nhưng mà cũng có lúc cũng nhận được nó đẹp. Không, chú không lấy đâu. Cô ấy lấy này, cô này hỏi lên. Đấy, bán cho cô đi. Những cái con này thì mình chọn cái con đẹp. Nhưng mà nó không thuần. Chú là nó làm ăn làm chú. Thế con khuyên to bao tiền một con? Hả? Khuyên to này của cháu à? À khuyên của bố. Chào Mào, chào bác. Hôm nay chào em lấy chào Mào nhỉ? Chợ chim hôm nay cũng khá là ấy. Có khá ít chim, hôm nay là khá ít chim. Đấy các bạn nhá, thì hôm nay tiếp tục là đưa anh em đến chợ chim đây. Mình đang có mặt ở trung tâm chợ chim cảnh này. Đấy, bên này có tổ chim non này. Đấy, mình thấy xa tổ chim non. Đấy. Các bạn ngó tổ chim non này cái nào. Chè than. Chè than non. Ừ, sao đây bắt lúc mấy tổ này giỏi nhỉ? Hai, bốn, hai, bốn, bốn, năm con. Mái. Hả? Con đấy 100% là mái. Rồi. Ba con kia có nào trông không? Đấy. Anh xem chim à? Không bán lẻ. Ví dụ như con mái này mua 300 về thì đây làm mồi với chào màu ra nè. Dạ. Ai bây giờ mua 300 con. Bắt chỉ nuôi con giá đây này. Đi về đi. Bán là bán cả tủ. Bán cả tủ luôn. Bán tủ mới chỉ bán lẻ không bán. Tủ này là 1 triệu. Tủ này là 900. Chỉ 5 con. 5 con nhỏ. Cái này mình biết được nó được cái gì. Máy thì biết ngay. À, máy thì biết à? Nhưng chị không bán lẻ đâu. Bán lẻ nhỉ? Bán cả tủ. À bà. Bán cả tủ mới bán. Tủ đúng 1 triệu mới bán. Ba con là 900, 300 nghìn một con. Trong này có mấy con tái, mấy con trống anh ra.
Mãi không? Mỗi con này còn trống rồi. Mỗi con trống á? Mỗi con này trống à? Sao? Sao lại trống? Đi lên chợ chim trên này. Thì mình bán nhau ấy, theo con này con mái. Bán theo cộng từ chưa nó hợp lý. Con này con mái. Con tổ này biết không? Tổ này khó lắm. Khó lắm, bé nó khó lắm. Nhờ mua 1 triệu về chúng ba con mái đi cũng dở. Rồi, 5 con với còn 200. 4 con mái thì còn dở. Dở nữa. Còn 200. Không bán lẻ thôi. Mua được bán ngày mua hết về đấy. Anh mua được một mái một trống này. À thế à? Mái trống đây. Đây 150 bán không bà? Đấy, mái trống này. Tổ đây. Bay đấy, con này bay rồi. Chờ than. 150 một con đấy. Chim mà lớn nhanh lắm, chưa mấy ngày lớn rồi. Con này nhanh lắm. Nhanh lắm. Chim non nó lớn nhanh mà. Cái hồi gầu cào này nhanh nhất. Rồi, nó bánh tỉa chưa thấy mở mò. Đây là tiểu mi. Tiểu mi hồng này. Tiểu mi. Dạ. Cái gì? 300 một con tiểu mi đấy. Màu này đẹp chưa? Đấy màu này. Nguyên này. Màu Lạng Sơn đấy. Út mật. Màu đinh. Con gì ạ? Đốc màu to phết. Và toàn chân cắm gà mà. Gà thôi rồi cắm con đi. Còn biết rồi. Gà xin hiểu xin là gà xin. Nhìn không có vé. Đi xem đó. Nhiều lắm. Lại gặp lồng chim sừng trâu của nghệ nhân. Của em à? Nghệ nhân. Vẫn là lồng khuyên. Vẫn là 2,5 triệu nhỉ. Thế họ bảo là có người lấy rồi. À cái này cái khác. Cứ tưởng là con này con gì anh Giang? Con mái rồi. Con than. Than à? Mái thì nó không được giá trị như con trống này. Hai mái á? Hai mái. Anh định mua gì? Bao tiền? Bán rồi 250. 250 đôi này á? 250 một con. À. 100 một con thì anh lấy cả đôi. Nào. 150. 150 một con. Là bạn kia bạn chuyên ra về nuôi chim mà con trống bạn mới bán 200, em bán 250 một con. Mà là con này con mái thôi, út hiểu. Mái à? Đây 300 đôi này anh lấy cho. Rồi. Em anh lấy cho em. À thế thôi không bán thì anh lấy. Là mái mà em ạ. À. Trống mới có giá trị, ra hiểu không? Một chiếc lồng làm bằng sừng trâu. Mì hỏa mì đang đây mình quay gì đây? Ơ anh hôm nay có mang gà nào? Chào vào hỏa mì. Khá nhiều anh em ra chơi chim. Bên kia có mấy chim trên giàn. Cái ăn như cần nước này đấy mày. Đi thẳng từ gốc nhà 70, nhà 70 nhà đi qua nhà văn hóa vào gần 30 là đúng không? Thằng nhà ba nhà ba đi thẳng vào. Có quán nước là có quán bán hàng hóa ngay rồi.
anh ở trong mấy mộc như của anh mộc cần nó trên 5 lượng. Ô, bóng bộ đẹp đấy, cho mà trong ngoài chỗ này còn 4 năm con đẹp thế đấy. Thăm dàn chim của anh Trung. Anh ơi. Lấy con này ra cái đi. Này vẫn mấy con này nhỉ? Khuyên. Con kia là con gì em? Con này thì à tre bạc mã. À. Tre bạc mã. À, chim non nhỉ? Con này chắc là mới rời tổ được mấy ngày thôi đúng không? Chim này của em à? Cháu à? Đây chim non à? Chim non. Có tổ nào không? Có ở nhà đâu? Bắn con gì đây mà xả vào đây à? Con gì ấy? Con gì đây? Tiền than à? Non luôn. Anh Giang làm con nào không? Mua rồi. Mua à? Mua của tay kia à? Mấy con mà 900 chị? Ba con 900, bình quân là một con 300. Sắp bay rồi. Năm con này 150 một con mà đâu có. Không. Đúng 1 triệu. 1 triệu. Cá này nhỉ? Ba 300 một con. Ừ. Than non. Bây giờ có biết chống lên mái đâu mà nói thế này. Bắt quá. Mình làm AV thôi. Mà cái loại nó khó đâu, không phải như. Nhà này vẫn nuôi chim. Đây này, vừa mới nuôi là mua này. 150 một con này. Ôi. Đó. Hai thì bán là bán con. Tổ này 1 triệu. Tổ này 1 triệu, ba con kia là 900. Tổ 1 triệu nhưng mà không bán lẻ. Không bán lẻ, không bán lẻ luôn. Lấy cả tổ. Đây nhiều lắm. Nhiều lắm. Tổ này lớn hơn nhỉ? Đây là 5 con này. Chim non nhưng mà nuôi có cái non trẻ thì ở trên 5 con kia là 1 triệu, còn 3 con này là 900. Ừ. Tổ khuyên. Đây là tổ chim khuyên. Khuyên khuyên này cũng lớn nhanh mà nhờ. Ui, con này nhanh nhờ. Ngoái cái mình nuôi ấy. Lớn nhanh. Bắt là lên luôn này. Mấy ngày sau để em âm. Khuyên. À chứ. Áo mi trong bên này bên kia. Mà sáng này ra nó trồng hầm vậy. Đùa này. Lên vanh ngoái không? Ngoái. Cứ nhảy thế thôi. Lên vanh cái cổ nó ngoặt đấy chứ phải là ngoái. Con này nó nhảy bám vanh mà. Có điện lắm mà. Có khàn không? Không khàn. Khàn vừa. Thank you.
Mấy em trao màu khá đẹp. Chơi gì? Ngắm sông à? À. Tại vì nhá, bình thường ấy, thì nếu mà máy móc nó vào được ấy thì nó dễ dọn dẹp. Ở bên kia rác nhiều đấy nhỉ? Ừ. Trên chùa kia. À. Dọn một cái xuống hết để đốt được chị nhỉ? Đấy, cái chỗ đấy là một mồi phát là cháy ngay. Thì cháy sẽ cháy vào kia thôi, hỏng cái cầu đi. Cái kia phải đi sang đấy để có đường đi, để lôi ra cái đường xuống đây thì không có đường xuống nên không làm được cái này. Hỏng hỏng cầu đi. Phải có đường xuống để đi dọn cái kia. Bây giờ nó nước lên nó ấy, nó man luôn. Tức là cái bệnh viện làng xưa có người chết nhiều không nhỉ? Có thì bệnh viện đâu chẳng có. Em thấy cái vụ xe bên vùng như kia có còn có một kinh là cứu đầu bạc hụt bùa trao. Có gì? Ưng Ấn à? Ưng Ấn hay Đại Bàng? Ưng Ấn. Con này bao nhiêu tiền đấy? Con huấn. Huấn? Con triệu á? Không phải Đại Bàng đâu. Ưng Ấn. Móng ai nhỉ? Chân to như chân gà ấy. Con non đấy. Ừ, con này non mà. Chắc bắt được cả tổ đúng không? Anh nuôi từ bé con này. Con này ăn thịt đấy. Con này tốn thịt lắm. Nuôi con này là tốn ấy. Thịt. Con này to hết cỡ phải mấy cân đấy anh nhỉ? Không đến á? 1 cân.